Chiều qua, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị rà soát đánh giá tiến độ triển khai công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ đại hội. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 chủ trì hội nghị. Qua nghe ý kiến của các thành viên tổ tuyên truyền trang trí khánh tiết phục vụ đại hội, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên trong tổ đã chủ động khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đề ra thời gian thực hiện cụ thể với từng công việc để chủ động hoàn thành theo yêu cầu. Tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội, nắm chắc dư luận xã hội, đa dạng các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, đồng thời định hướng dư luận bằng các thông tin chính xác kịp thời, vừa để nhân dân nắm rõ, vừa để chống các thông tin sai của các đối tượng phản động, chống phá nhằm mục đích xuyên tạc phá hoại khối đoàn kết trong nhân dân. Mở các đợt cao điểm tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng, trong đó có các hoạt động văn hóa.